tiêu chí đầu tiên của em chắc chắn là sẽ là phải là đẹp và có một cái gì đấy nó hơi độc lạ một tí. Đi ra ngoài đường là phải có mọi người phải nhìn được mình. Xe nhỏ gọn, tầm giá dưới 500 triệu với cả tiết kiệm nhiên liệu, di chuyển đường phố dễ dàng. Giá thành này, độ tiện dụng này, cốp to này và cái độ tiêu hao xăng của nó. Dáng thể thao một chút, đời mới hơn, bởi vì là em muốn chất lượng nó tốt nhất. Tiêu chí đầu tiên của mình sẽ là đấy không phải là xe điện. Tiêu chí thứ hai là đương nhiên là giá thành và một tiêu chí cuối cùng là kiểu dáng và màu sắc của xe. Xin chào mọi người. Vừa rồi là khảo sát nhanh của mình về nhu cầu sử dụng xe của các bạn Gen Z trong công ty. Mình cũng cố gắng hỏi xoáy sâu vào các dòng xe đô thị cỡ nhỏ bởi theo mình, đây là dòng xe dễ tiếp cận và phù hợp với túi tiền của các bạn. Và thông qua các câu trả lời, mình đã đúc rút ra 8 câu hỏi dành cho những người mua xe lần đầu. Đứng ngay cạnh mình đây là Toyota Wigo và Hyundai i10, hai mẫu xe đang nhận được nhiều sự quan tâm và cả hai thì đều thuộc phiên bản cao cấp nhất. i10 thì vẫn luôn là vô doanh số kể từ khi VinFast Fadil bị khai tử, trong khi mẫu xe Nhật Bản này đã có một màn lột xác ngoạn mục. Vậy giữa Toyota Wigo và Hyundai i10, mẫu xe nào đáng lựa chọn hơn? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời thông qua 8 câu hỏi nhé. Đầu tiên là câu hỏi thiết kế có đẹp không? Theo mình thì đẹp xấu sẽ còn tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Với mình thì mỗi xe đều có những nét riêng. Mình cũng sẽ không đi sâu vào nó có đẹp hay không, mà thay vào đó thì mình sẽ chỉ điểm qua những điểm chính trong thiết kế để các bạn có thể dễ bề so sánh nhé. Với Toyota Wigo, với thế hệ mới chúng ta cũng đã có đèn LED, tay nắm cửa chắc có lẽ cũng không còn bị chê nữa rồi. Và bây giờ thì cũng đã có cảm ứng ở phía trên tay nắm, chỉ cần chạm vào là có thể mở ra và chạm vào để khóa lại. Bước vào bên trong nội thất thì bảng táp lô trông cũng khá hiện đại. Khu vực điều khiển điều hòa ở đây thì bây giờ là dạng điện tử, trông cũng sang hẳn. Và còn gì nữa nhỉ? Ghế bây giờ thì cũng có tựa đầu riêng biệt rồi nhá. Còn về i10 thì sao? Về thiết kế tổng thể thì mình thấy vẫn thời trang hơn nhá. Tay nắm cửa mạ chrome, mâm phay xước kích thước 15 inch, hai tông màu. Mỗi tội cụm đèn chính vẫn là halogen, tối như đèn dầu. Ở bên trong cũng vậy, từ thiết kế vô lăng cho đến cụm màn hình thì mình thấy i10 có vẻ ưa nhìn hơn một chút. Dù tất nhiên phần viền đen ở đây nó vẫn hơi dày, nhưng xuống đến bảng điều khiển điều hòa thì trông nó có vẻ hơi lạc hậu một chút. Chấm điểm xe nào đẹp hơn là điều quá khó đối với mình. Thế nên để mở đầu cho video và câu hỏi đầu tiên thì mình nghĩ rằng sẽ dành cho mỗi xe một điểm cộng. Còn với các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Câu hỏi thứ hai đó là về độ thoải mái. Về độ thoải mái thì sẽ bắt nguồn từ những yếu tố nào? Form ghế, góc ngả lưng, khoảng trống đầu gối cũng như là khoảng sáng trần. Và nếu như các bạn chỉ nhìn vào thông số vừa rồi thôi thì sẽ thấy rằng i10 có kích thước dài hơn so với Wigo, nhưng chiều dài cơ sở thì lại ngắn hơn. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào bên trong để xem thực tế thì ra sao. Ở hàng ghế trước thì hai xe về không gian thì gần như là tương đồng nhau, các bạn có thể thấy từ khoảng để chân cũng như là khoảng sáng đầu. Ghế ngồi của Wigo thì tạo cảm giác ôm người hơn, các bạn có thể thấy phần thành ghế bên này. Nên nếu như bạn nào thích cảm giác hơi thể thao một chút khi ôm cua thì ghế ngồi của Wigo là một điểm cộng. Phía sau tương tự, các bạn có thể thấy khoảng sáng đầu gối cũng như là khoảng sáng trần đều thoáng. Và nhìn thì như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì chiều dài cơ sở của Wigo mới cũng đã tăng lên đến 70mm so với thế hệ cũ, nên mình hoàn toàn có thể ngồi ngả ngớn như thế này cơ mà. i10 cũng chẳng kém, nhưng độ ngả ghế thì lại sâu hơn, thế nên khi đi đường xa thì sẽ dễ chịu hơn. Ngoài ra lại còn có cửa gió điều hòa và thêm một cổng sạc, rất thuận tiện. Bước ra bước vào một tí thôi là toát hết cả mồ hôi. Nhân tiện đây thì mình xin phép chia sẻ quan điểm cá nhân về vật liệu bọc ghế. Các bạn thấy đấy, trên Toyota Wigo, ghế thì là ghế nỉ. Ghế nỉ thì sẽ giữ ấm tốt hơn vào mùa đông. Và nếu như các bạn để xe giữa thời tiết nắng nóng như thế này thì bước vào trong xe các bạn vẫn có thể ngồi được, bởi vì ghế nỉ thì hấp thụ nhiệt ít hơn. Chuyển sang chiếc i10 này, nhưng trước khi vào thì các bạn hãy chú ý một chút. Nếu như để xe giữa thời tiết nắng nóng lâu thì hãy sờ xem là mình có thể ngồi được ngay chưa, bởi vì ghế da thì hấp thụ nhiệt nhiều hơn so với ghế nỉ. Nhưng bù lại thì ghế da sẽ không bị thấm chất lỏng hay là mồ hôi, chỉ cần lấy khăn lau đi là sạch. Còn với ghế nỉ, nếu như các bạn không chăm sóc vệ sinh kỹ thì sẽ hôi lắm đấy. Ở hạng mục này, mỗi xe sẽ đều có những điểm mạnh riêng. Nhưng về độ ngả ghế sâu hơn của i10 thì mình sẽ dành cho mẫu xe này một điểm cộng. Như vậy là i10 dẫn trước Wigo 2-1. Không biết các bạn có để ý không, nhưng trong một số tình huống ban nãy thì đèn ở trên gương của Toyota Wigo đã bắt đầu phát sáng.
Đấy, đấy, các bạn nghe thấy không ạ? Chính là tiếng này, đó là cảnh báo điểm mù đấy. Bản thân mình cảm thấy khá bất ngờ bởi với một mẫu xe chỉ hơn 400 triệu đồng, chỉ hơn một chút xíu thôi mà đã có tính năng này, trong khi cảnh báo điểm mù thì thường chỉ thấy trên những mẫu xe đắt tiền hơn. Còn khi lùi thì sao? Chúng ta sẽ có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta lùi mà không chỉ là phương tiện đâu, kể cả người đi bộ băng qua vào phần điểm mù của mình thì nó cũng sẽ cảnh báo như vừa sau. Mình thấy hai tính năng này thì rất hữu ích với những người mới lái, hay thậm chí là kể cả với những người lái xe lâu năm như mình thì cũng cảm thấy là hữu dụng. Còn các tính năng an toàn khác thì sao? Thì mọi người có thể thấy mình liệt kê trên màn hình của các bạn. Vậy thì ngoại trừ cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau thì hai mẫu xe này đều khá ngang tài ngang sức đấy. Ô mọi người ơi, hình như là bị xịt một lốp rồi. Đây, nó báo ngay ở trên bảng đồng hồ này. Thì Hyundai i10 có thêm một tính năng là cảnh báo áp suất lốp zin luôn từ trong nhà máy. Nhưng mà mình lại không biết là chính xác lốp nào bị, thế nên mình sẽ phải đi xuống để xem, kiểm tra từng bánh xem là lốp nào bị xịt, một lốp hay là hai lốp. Và vì thế nên mọi người sẽ không cần phải thần thánh hóa tính năng này đâu, bởi vì các bạn chỉ cần bỏ khoảng 2 triệu đồng là có thể mua một bộ áp suất lốp rời phía bên ngoài, cảnh báo từng lốp luôn. Nên trong hạng mục này thì chỉ cần có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau là quá đủ để mình có thể chấm một điểm cộng cho Wego. Thú thật với mọi người, dù không phải Gen Z nhưng mình vẫn thích bay nhảy và đi chơi. Thế nên trong những chuyến review xa thì mình đều cố gắng mang thêm set đồ cắm trại để vừa có thể thư giãn vừa có thể chill chill. Trong set đồ mình mang đi ngày hôm nay thì gồm có bàn, ghế, lều, tăng, thùng đựng đá, vali và thêm một số cặp sách nữa. Tuy nhiên thì trong khoản sắp xếp mình lại không giỏi cho lắm. Thế nên hôm nay mình đã mời tới đây em Lý Hoàng. Hello anh. Giúp đỡ anh à nhá. Ok anh. Ôi sao bên này trông có vẻ không được gọn như bên Wego nhỉ? Không anh ạ, em cảm giác Wego có một phần nhỉnh hơn so với i10. Giả dụ như 4 ghế, đâu em xếp bên kia có thể nằm phẳng cái sàn, đặt ngang, không vấn đề gì. Đúng rồi, cái này mình phải đặt dọc. i10 mà đến cái thứ tư ấy, thì nó bị cấn vào hai cái bên thành này. Ok. Thay đổi cách xếp. Và thay đổi cách xếp thì cái ba lô của em nó bị chắn tầm nhìn đây, đúng không? Hơi chắn cái cửa sổ sau một chút. Đúng rồi. Wego thoáng hơn, nhưng mà hình như i10 thì đây, mình có thể 60-40 được đúng không? Vậy gặp được không? Này. Bây giờ dù cần chở một người thôi thì họ cũng có chỗ một bên để đồ, nó tiện hơn so với Wego là phải gặp cả băng. Ok. Thì nói chung là mỗi xe đều có một thế mạnh riêng. Vâng. Nhưng mà nhìn chung thì nó không chênh lệch quá nhiều về thể tích chứa đồ. Dạ vâng, thì vẫn nhét được từng đấy đồ, chỉ là thay đổi là cách xếp một chút thôi. Ok, thế thì thôi phần này coi như cho khán giả chấm điểm. Vâng. Ngồi vào đây, tìm nút để nổ thì cũng rất dễ dàng, ngay đây rồi. Và trên vô lăng thì chúng ta sẽ có đàm thoại rảnh tay, có ra lệnh giọng nói, có media ở đây để tăng giảm âm lượng cũng như chuyển bài hát đấy. Gương cũng như là vị trí mở cửa sổ thì tất cả là điều khiển điện hết rồi. Chuyển sang phía bên đây thì chúng ta sẽ có màn hình giải trí trung tâm cũng như điều khiển điều hòa thì được tách biệt. Mình khá thích cách thiết kế như thế này. Với màn hình của Wego thì mình thấy là cũng khá đẹp nhá, nhất là khi có Apple CarPlay. Chỉ có điều chúng ta vẫn sẽ phải cắm dây ở phía trên này, nên nếu như có thể cắm xuống ở phía dưới đây thì mình nghĩ rằng là trông nó sẽ gọn gàng hơn. Và kể ra phần táp lô ở trên Wego có thêm một vài cổng sạc nữa thì mình nghĩ rằng nó sẽ thuận tiện hơn. Còn điều hòa trên Wego thì bây giờ là nút bấm hết rồi. Mình thấy là sử dụng cũng dễ dàng, khi nhìn vào buổi tối thì nó cũng sáng sủa. Và một trong những điểm cộng của Toyota nói chung đó là điều hòa rất mát, và Wego cũng không phải là một ngoại lệ. Ngồi bên trong của i10 thì nó vẫn có một cái gì đó cảm xúc hơn nhá. Thiết kế mượt mà, dù tất nhiên mình vẫn chê viền ở đây là hơi dày. Nhưng đó không phải là trọng tâm chính của câu hỏi này, mà thay vào đó là độ dễ sử dụng. Vậy thì từ cần số, các phím chức năng hay là vô lăng cũng giống hệt như Wego, có đầy đủ. Ví dụ như là đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, media tăng giảm âm lượng, thậm chí có cả ga tự động cruise control, gương chỉnh điện, mọi thứ dùng rất dễ dàng.
Màn hình của i10 thì cũng có Apple CarPlay, thậm chí có bản đồ Việt Nam chính hãng. Nhưng xuống đến bảng điều khiển điều hòa, lúc trước mình cũng đã chê nó hơi cổ lỗ sĩ, nhưng ngay kể cả khả năng làm mát nhanh và sâu thì cũng chưa thể bằng so cả WeGo. Ở phần này, mình đánh giá cao WeGo hơn một chút bởi vì WeGo thì trông hiện đại hơn. Tuy nhiên, xét về độ dễ sử dụng thì mình thấy cả hai cũng khá ngang tài nhau, thế nên điểm cộng cho cả hai. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi tiếp theo mà mình nghĩ rằng cũng khá quan trọng, đó là cảm giác vận hành. Nói về cảm giác vận hành thì chúng ta thường đề cập đến cảm giác lái. Tuy nhiên thì với những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, và cụ thể trong video hôm nay là chiếc Toyota WeGo hay là Hyundai i10, thì mình nghĩ rằng tiêu chí cảm giác lái nó sẽ không phù hợp. Với những người mới lái hoặc là với các chị em thì mình nghĩ rằng tiêu chí quan trọng đó chính là dễ lái. Vậy dễ lái là như thế nào? Với Toyota WeGo thì vô lăng của mẫu xe này mình thấy là nhẹ, rất nhẹ. Và độ siết, độ chính xác thì mình thấy là chưa nhiều. Ví dụ nhá, mình đảo làn chẳng hạn, đấy, các bạn sẽ thấy là mình phải đánh vô lăng nhiều hơn. Đây là một điểm khác biệt với i10. Vô lăng của i10 thì cũng nhẹ bởi vì trợ lực điện mà. Nhưng mà về độ chính xác thì mình lại thấy cao hơn so với cả WeGo. Ví dụ nhá, mình chỉ cần đảo làn này, đánh nhẹ vô lăng thôi là chúng ta cũng đã bắt đầu đảo làn rồi. Rất nhẹ. Đó, thế nên là trong quá trình vận hành thì mình thấy là vô lăng này nó cũng sẽ cảm xúc hơn một chút. Tuy nhiên thì với WeGo, mình nghĩ rằng nó cũng có thể là một điểm cộng với các chị em chẳng hạn. Bởi vì nếu như mọi người có bị giật mình thì khi mà chuyển làn nó sẽ không gây ra hiện tượng là quá đột ngột. Còn hộp số vô cấp DCVT của Toyota WeGo thì mình thấy là khá êm ái, mượt mà. Bản thân mình cũng cảm thấy bất ngờ, đặc biệt nhất là khả năng bứt tốc. Ví dụ nhé, mình đang từ 40 km/h này, 40 này, và mình đạp sâu chân ga một chút. Các bạn để ý vòng kim tốc độ ở đây, đó, nó lên rất đều và mượt, đúng không ạ? Rất đều và mượt. Còn với các bạn nam, nếu như các bạn có thích cảm giác nó phải bốc bốc một chút thì cũng có thể gạt sang số S. Và sau đây thì mình sẽ cho các bạn thấy cùng ở một giải vận tốc, và nếu như chúng ta tăng tốc thì số D và số S nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Hyundai i10 này thì cũng không có số S, thế nên nếu như các bạn muốn chủ động bứt tốc thì hãy gạt sang phía bên tay trái và chúng ta sẽ chủ động lên xuống số. Nhưng nếu như mà từ tầm 60 km/h mà mình muốn vượt một chiếc xe khác, đó, sẽ chậm hơn. Cả hai xe quay đầu thì đều rất dễ, nhưng với WeGo thì mình thấy dễ hơn một chút nhờ bán kính quay vòng nhỏ hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thử thách mà mình nghĩ rằng những người lái mới hay là với các chị em thì sẽ toát mồ hôi hột. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau thử lùi xe vào chuồng. Mình cũng lựa chọn thời điểm hiện tại trời cũng bắt đầu tối tối một chút để xem là liệu cam lùi nếu như vào buổi tối thì nó có hiển thị tốt hay không. Đầu tiên là với Toyota WeGo. Các bạn nghe thấy không ạ? Đó, đó là tiếng cảm biến lùi đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thử lùi vào ngõ. Cá nhân bản thân mình thấy thì với chiếc WeGo này, cột A ở đây thì nó cũng tương đối nhỏ, nhưng mà kể ra gương mà được dịch xuống phía dưới thì mình sẽ có góc quan sát tốt hơn, điểm mù ít hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là với gương như thế này thì cũng khá ổn. Và camera ở đây thì tốc độ quét mình nghĩ rằng là tốt đấy. Ok, dừng ở đây thôi. Hoàn thành xong với WeGo, còn với i10 thì sao? Chúng ta cùng nhau thử tiếp. Nào, bắt đầu chuyển qua với Hyundai i10. Nhìn chung thì cả hai xe mình đều thấy là vì nhỏ gọn nên là việc lùi xe với cá nhân mình thì cảm thấy cũng không vấn đề gì. Có một kinh nghiệm mình thấy là nếu như với những người lái mới, kể cả việc lùi xe thì chúng ta không nên quá lạm dụng nhìn vào camera, mà thay vào đó thì chúng ta cần phải nhìn gương, quan sát kỹ hơn. Ok, ép sát vào chiếc xe đằng sau một chút. Rồi, đến đây. Vậy là mình đã hoàn thành xong cả hai chiếc. Tổng kết lại, với mình WeGo dễ lái hơn, i10 vô lăng chính xác hơn, nhưng về khả năng tăng tốc thì WeGo một lần nữa nhỉnh hơn. Do vậy, như mình cũng đã chia sẻ, những người mua xe trong phân khúc này đâu mấy ai quan tâm tới cảm giác lái đâu. Và thật sự thì yếu tố này cũng chưa nổi bật hoàn toàn. Vậy với mình, tiên quyết vẫn phải là dễ lái. Vậy thì với việc quay đầu dễ hơn, hộp số mượt mà hơn, nên trong hạng mục này thì mình sẽ chấm điểm cộng cho WeGo. Đến với câu hỏi tiếp theo, câu này thì đã quá quen thuộc với những người mua xe lần đầu rồi. Nuôi xe có tốn không?
Vậy theo mình, nuôi xe có tốn không sẽ bắt nguồn từ hai yếu tố chính. Thứ nhất là xăng xe và thứ hai là chi phí bảo dưỡng. Còn các yếu tố như là tiền gửi xe, tiền rửa xe, chăm sóc spa thì mình sẽ không tính vào, bởi xe nào thì cũng như xe nào. Và với kinh nghiệm sử dụng xe của mình thì với những mẫu Toyota, động cơ 1.2 cho đến 1.5 lít là những mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao nhất. Tuy nhiên thì với thời lượng video ngày hôm nay mình lại chưa có cơ hội để kiểm chứng thực tế, nên chúng ta sẽ dùng con số theo cục đăng kiểm. Toyota Wigo có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 5,2 lít cho 100 km hỗn hợp. Hyundai i10 là 6 lít cho 100 km hỗn hợp. Tất nhiên thì những con số này chỉ là tham khảo thôi, thế nên rất mong nhận được những comment thực tế của các chủ xe sử dụng. Tiếp theo là đến chi phí bảo dưỡng. Nhìn chung, cả hai thương hiệu không có nhiều sự chênh lệch khi tổng chi phí bảo dưỡng sau 100.000 km rơi vào khoảng 15 triệu đồng. Tất nhiên, không phải đại lý nào cũng có trung bằng báo giá dù cùng một mẫu xe, nên phần này mang tính tham khảo. Song, dù cả hai đều có những hệ thống đại lý trải dài cả nước, nhưng với số lượng đại lý của Toyota nhiều hơn, nên đây cũng là điểm cộng cho khách hàng mua xe lần đầu. Đến với câu hỏi cuối cùng, đó là giá bán. Bản thân mình cảm thấy khá bất ngờ khi Toyota đưa ra mức giá 405 triệu đồng cho Wigo bản cao cấp nhất. Đây cũng là mức giá thấp nhất cho các phiên bản cao, trong khi i10 đây có mức giá 435 triệu đồng. Như vậy là cao hơn 30 triệu. Vậy với 30 triệu này, chúng ta có thể làm gì với Wigo? 5 triệu dán kính, 5 triệu bọc ghế, 2 triệu mua cảm biến áp suất lốp ngoài. Như vậy là vẫn còn thừa đến 18 triệu nữa. Với 18 triệu này, chúng ta tiếp tục đổ xăng thì có thể đổ được 750 cho đến 800 lít xăng tùy từng thời điểm. Và để đi xuyên Việt thì chúng ta có thể đi được 3 lần cả đi lẫn về. Vậy còn chần chừ gì nữa? Một điểm cộng cuối cùng cho Toyota Wigo. Nếu như Wigo đời cũ là bom xịt thì đến với đời mới quả là một màn lột xác ngoạn mục. Trước khi lên kịch bản cho video này, mình nghĩ rằng hai xe sẽ khá tương đồng về điểm số. Cho đến khi trải nghiệm thực tế, mình mới thấy Wigo có những điểm trội hơn so với i10. Dẫu rằng không phải xe nào tốt hơn, rẻ hơn thì sẽ bán chạy hơn, mà khách hàng sẽ cần có thời gian để hiểu về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của bản thân. Còn các bạn sẽ lựa chọn Toyota Wigo hay Hyundai i10? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.